Mbappe này. Vào luôn cho Griezmann. Giả sút. Đây. Tốt. Ấy Pinio. Ấy cái gì ấy? Ấy bên cột Lucas. Ok, và xin chào tất cả những người trở lại với channel của mình. Clip ngày hôm nay mình vẫn được anh em Phạm Hưng tài trợ để mình làm nốt hai con hàng còn lại, đó là về Antoine Griezmann cũng như là Luka Modric. Cảm ơn anh em Phạm Hưng rất nhiều. Và chúng ta có một phiên bản Luka của Real Madrid, 37 tuổi, rất già rồi. Anh em nào fan Real thì săn thôi, còn anh em khác có thể cân nhắc bởi vì đây là một số tuổi rất là cao. Tuy nhiên thì Modric trong game với style nhạc trưởng Ocelotter thì cũng đá khá là cháy, kiểm cầm nhịp các kiểu rất là ok, anh em thôi có thể săn được. AI Amazing Run chạy long ball, Xpress vắt bóng dài, long ball sút xa. Chúng ta có chỉ số này, nhân tấn công 79, kiểm soát bóng 92, rê bóng 85, giữ bóng 90, truyền đất 97 và truyền bổng là 96. Modric có thể nói là cầu thủ có khả năng truyền tốt nhất cái bóc tuần này rồi. 97 khá là cao luôn, rất cao luôn. Sút phạt 73, đội số bóng 80. Có một chút chỉ số phòng ngự đều 7x này. Cái này phòng ngự với Modric thì mình không quan tâm cho lắm. Ok, chúng ta có tốc độ 77 và bứt tốc 75, ngang ngang với Kevin De Bruyne, bật nhảy các kiểu. Thăng bằng 86, thể lực 84, cao hơn Kevin De Bruyne một chút. Nhìn chung là chỉ số này là rất ngon với một Ocelotter nhạt trưởng rồi. Tần suất sử dụng chân cầu thuật là hiếm khi, độ chính xác chân cầu thuật cao, form phong độ ổn định, cán chân tương bình thường. Chúng ta có skill double tút, ok. Sombrero tăng bóng qua đầu, dicing shot sút bút từ dưới lên trên này. Đầu đen giữ tinh sút xa, auto pass chuyển một chạm, robot sinh chọc khe. Nguyên tập pass đường truyền điểm rơi, outside vẩy má ngoài, visionary pass. Skill này thì hôm qua anh em nào xem clip Kevin De Bruyne cũng biết rồi, đây là cái skill mà tăng khả năng chính xác đỡ bước một, truyền một chạm sút một chạm cho những cầu thủ nhận bóng từ những ông thần Showtime sở hữu skill này. Ok. Interception đánh chặn ok, đá phía giữa có interception đánh chặn là ổn ổn. Rồi bây giờ chúng ta đến với chỉ số của Antoine Griezmann, một phiên bản của Atletico Madrid. Vẫn là 31 tuổi, bóc này thì toàn ông già thôi. Style hậu player, cái style này thì có thể đá giữa được này. Ui, phạm vi chơi rất là rộng luôn. Cánh cùng các kiểu chưa được hết. Một style xâm nhập vòng cấm, tạo khoảng trống di chuyển và các khoảng trống này cũng khá là hay. AI Chipser chạy chỗ, Mejidan chạy, Insusidan chặn. Và Long Leader sút xa. Chỉ số là nhân tấn công 88, ok đấy chứ. Kiểm soát bóng 94, giữ bóng 88, rê bóng 90, ok. Lao pass truyền thấp là 81 và truyền bóng 77. Ông này thì truyền ở mức bình thường. Dứt điểm là 83, sút phạt 83, đội số bóng 86. Chúng ta có tốc độ là 78, bứt tốc 83 ở mức khá. Lực sút 81, bật nhảy 73, thăng bằng 79, thể lực 83. Nói chung bóc này toàn ông thể lực hẻo thôi. Tờ rút sử dụng chân không thuận là hiếm khi, độ chính xác chân không thuận bình thường, cán chân tương ổn định và phong độ ổn định, cán chân tương thấp. Chúng ta có skill double tút, ok. Chip shot lúc bóng này, rising shot sút bút từ dưới lên trên, acrobatic giữ điểm tư thế khó. Hình chiếc đánh gót, first time sút một chạm, throw passing, ping pong tạt xoáy này. Visionary pass, super sub siêu dự bị. Có siêu dự bị anh em nhá. Nói chung là chúng ta sẽ test Antoine Griezmann với tí nữa với skill siêu dự bị. Còn bây giờ chúng ta đến với thực chiến của hàng thần còn lại trong box Showtime, Luka Modric cũng như là Antoine Griezmann với ác của anh em Phạm Hưng thôi. Let's go. Rồi rồi, tới công chuyện trận đấu đầu tiên. Nói chung là về Kevin bản ngày em có ai giả Fair Play Man này. Một cầu thủ một anh em Division 1 Fair Play Man chơi kiểu chuẩn chỉ. Hy vọng anh em chơi chuẩn chỉ. Lâu lắm rồi mình không đá lại cái sơ đồ 4-3-1-2, nhưng mà trong trận đấu ngày hôm nay thì chắc là mình sẽ dùng lại sơ đồ này. Với sự xuất hiện của Antoine Griezmann cũng như là Luka Modric thì sơ đồ này mình nghĩ là hợp lý nhất để mà chúng ta có thể chứa được đầy đủ những ông thần Showtime của box tuần này. Ok, chỉ số 100 nhìn khét nhỉ. Nói chung là dạo này anh em Fair Play này xếp kiểu lẫn lộn để đỡ bị handicap anh em ạ. Cũng gọi là cũng ấy đấy, cũng kinh nghiệm đấy. Rồi chúng ta gặp một anh em Division 1 kinh nghiệm xếp vớ vẩn anh em. Xếp lộn xộn, được truyền cho Park Ji Sung. Biết mà bên trong này. Chúng ta có bàn thắng ngay những cái phút đầu tiên thôi. Griezmann bản này thì vẫn là tóc hồng. Mình kết nhất của tóc ông thần này đấy. Nói chung là Griezmann bản này có skill siêu dự bị thì chắc chắn là trận đầu tiên mình sẽ test đá chính. Nhưng đây là một tình huống hay, di chuyển hay, tự động tách ra khỏi ông thần trung vệ. Được của nó nhờ. Quả này hay đấy. Ui, đá tiền đạo được phết. Nói chung là tình huống mình đánh cặp với Mbappe. Cốt là để cho Griezmann lâu lâu tách ông Mbappe ra, tạo khoảng trống hút người các kiểu thôi. Chứ còn đánh cặp với ông một ông thần khác, hậu player, thì nó sẽ kiểu dẫm chân nhau ấy.
Ông Real Madrid này không biết là đá AMF được không, nhưng mà bình tĩnh, bình tĩnh đợi, bình tĩnh đợi. Ui, tí hiệu. Thủ môn của mình ngày hôm nay vẫn là Julio Cesar. Cái gì vậy? Mình vẫn không nhớ ông này là Julio Cesar hay là cái gì? Julio Cesar thì phải. Ấy, chuyền bình tĩnh thôi. Chống nhờ chết rồi. Ôi giời ơi, anh em thấy vừa mới gọi là chuyền hỏng một cái thôi. Sai lầm một cái thôi là bị trả giá ngay. Quá nhanh anh em ạ, quá nhanh. Luka vẫn là vai trò Ocherator nhạc trưởng này, chúng ta vẫn đá kiểu cầm nhịp bình tĩnh rồi. Luka Modric vụt đánh ơi, vụt tốt, tình huống vụt bằng chân trái ngay, thủ môn bắt cũng ngay, nhưng quả đấy góc đấy khó đấy, quả đấy vào được đúng vậy, siêu phẩm. Tìm góc nào. Ui Việt Vị tiếc nhỉ. Tạm thời là ok đấy, tạm thời đến giờ phút này là Ripman chơi ổn, thể hiện tốt, chạy chỗ ok đấy chứ. Mình thấy ông này chạy chỗ được phết đi, lâu lắm rồi không chơi to Ripman. Đấy mà bên kia Luka Modric khe này, ui chuyển quả khe kìa, ui ok ba kìa, mình xin ấy trời ơi, chân phải của Anton Ripman cột dọc chơi hay trong tình huống này. Thật sự là quả đấy đáng nhẽ phải là vào đấy anh em ạ, nhưng mà cột dọc đôi bạn chơi hay, có dám chê đâu, khổ không dám chê. Hôm qua có anh em comment ông này chắc đi Vision 4 là cùng, đã đá ngu rồi còn hay đi chê đấy, khổ. Dạo này không dám chê anh em ạ, chê cái là hở ra mà chê sút không vào thôi, theo cảm tính mà chê dở cái là cũng chết dở ngay, nên là bây giờ mình phải hết sức là khen anh em nhá. Không khen đội mình thì phải khen đội bạn, đường truyền tốt của Luka. Tốt. Webman xin bóng ạ. Khó nha. Quả đấy hơi bí. Đội bạn đủ người để phòng ngự. Mbappé này. Khai cánh. Ui. Lộ quá. Bắt bài từ từ. Có căng ngang không? Đội bạn tạt. Đâu? Tí hiệu đấy. Rồi nói chung là sau hiệp 1 thì Luka có vài tình huống chọc khe khét phết anh em ạ. Nhưng mà mình sẽ phải đổi sơ đồ cho hiệp 2 để cho thay đổi đi một chút. Ui vừa thay đổi xong. 4-4-2 sẽ là lựa chọn của mình. Kevin sẽ lệch cánh. Nói chung Kevin đá sang cánh thì không hay lắm. Cá nhân mình thích Kevin đá AMF hơn. Vụt này. Không vụt à? Ôi. Bình tĩnh. Đội bạn quả đấy tưởng vụt chứ. Để khoảng trống cho vụt mà không vụt. Luka. Khe tốt. Ripman. Lại phối hợp cho Anton Ripman. Bên trong có Luka Modric. Không vào. Ai nhờ. Được nhờ. Luka sút được đấy. Luka sút quả đấy là được đấy. Sút quả đấy chỉ cho có không điểm thôi. Anton Ripman. Trời ơi, một tình huống mà Luka gần như là rất trống trải luôn. Đệm quả cơ bản là vào rồi. Game không cho vào là khó vào lắm. Ronaldo lên. Rồi. Tiếc nhờ. Luka mà ghi bàn nữa thì có phải trọn vẹn không? Tốt, Ripman xin bóng hay là Ripman kiểu rất là chịu khó để xin bóng cũng như là phối hợp. Ôi hay đấy, chuyền khét nhờ. Khó nhờ, ui. Tốt. Tuyến này, Luka Modric. Ôi giời. Không quả này thì thủ môn hay thật. Cái quả trước đệm đối mặt cờ thì biết là hơi dở một tí. Nhưng quả này thủ môn hay thật. Hay thật đấy. Bắt tốt đấy. Bắt thế thì ai mà sút được. Trời ơi. Tốt này. Ripman, ui Ripman chuyển cũng ghê phết đấy chứ. Chuyển cũng thoáng phết đấy anh em ạ, không đùa đâu. Nói chung ông thần Anton Ripman này thì đang làm cho mình hơi bất ngờ một tí. Bởi vì là mình chỉ đánh giá cao ông Kevin với lại ông Luka Modric tuần này thôi. Anh ngờ Anton Ripman cũng cháy anh em ạ, cũng ghê phết đấy. Rồi phút cuối rồi. Build up. Phát triển từ từ rồi, Julio Cesar. Tốt. Tình huống chuyện này. Cánh luôn, tốt. Ui, chuyển quả vá nó chuẩn chỉ. Ơi giật gì ấy? Ấy à? Đội bạn không giật à? Đội bạn lên bắt lên bóng này. Ơi à? Ơi à? Cả trận không giật, giật đúng như cái phút cuối cùng. Này, xem lại vẫn còn giật. Cái này thì mình không biết là trích lác gì hay không, hay là do mạng của mình, nhưng mà bựa nha. Ơi. Cày thế nhờ, phút cuối cùng anh em ạ.
trận này đáng nhẽ là hòa hoặc là mình thắng ý. Ok, đèn, phải nói là đèn. Trận đầu thì Arthur Ripman chơi ngay bởi trận thứ hai gặp China anh em ạ. À, gặp anh em Trung Quốc. Gặp anh em Trung Quốc là chúng ta phải đá hết mình đấy. Gặp Trung Quốc là phải cho gọi là hiểu Việt Nam như nào luôn đấy. Nhưng mà anh em Trung Quốc này mới đi Vision 5 thôi, thì không biết là anh em tay to hay là anh em không cày. Ok, đội hình cũng được, đội hình này cũng ok đấy. Vừa trận thứ hai thì mình cho Luka về AMF anh em nhá. Nói chung nhạc trưởng thì chơi AMF vẫn ok thôi. Kevin thì vẫn ở vị trí bên dưới CMF. Đội bạn một công một vạch luôn à. Khét để Luka. Luka di chuyển này. Tạt này. Bên trong có ai này? Bên trong có Kevin. Ui. Quả lấy một đồng tiền đạo khác thì mình nghĩ là sẽ có kiến tạo cho Luka đấy. Nhưng Kevin này đánh đầu quả hơi lỏ nhá. Quả là mấy ông chạy chỗ ai thật. Luka chạy chỗ cũng ai. Ôi. 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 Bậy rồi. Ui, quả là mình nhấn chuyền luôn nhưng mà Roberto Carlos lại không chuyền. Ui. Được nhỉ. Anh em Trung Quốc này áp sát nhanh đấy. Anh em Trung Quốc này đá rát đấy anh em ạ. Đá rát đấy. Ừ, bình tĩnh rồi. Ôi, cánh toán này mình xin. Mình xin có ai không? Bác gì dùng? Cứa lòng. Uầy. Thủ môn lại hay nhưng mà góc đấy cứa phải góc sang góc bên kia chứ. Cannavaro ạ. Ôi. Quả mình nhìn Cannavaro chạy thì là ông thần Varadkhelia. Mình thì hay truyền cho cột một đánh đầu cơ. Đây mình hay truyền kiểu này này. Cannavaro đánh đầu này. Cannavaro. Ui không chạm được. Hơi cao. Càng đấy anh em ạ. Anh em Trung Quốc này đá cũng có nét đấy. Ơi có nét đấy nhưng mà là nét thua. Ui. Chưa thua được. Chúng ta vẫn đang có nhiều cơ hội hơn. Trận này chúng ta cứ lật được anh em ạ. Mình nghĩ là lật được. Gặp anh em khác thì khó nhưng mà gặp em Trung Quốc là phải lật đấy. Tốt. Cánh luôn. Tốt. Có ai bên trong không? Có ai bên trong hỗ trợ em cái. Hỗ trợ em cái. Đội bạn vẫn đang thủ. Tốt. Ok đấy. Ai đây? Vút đây. Từ từ. Đây đây. Ui. Phản công ạ. Phản công ạ. Đội bạn có ông thần Savic Soram này. Savic Soram thấy ít anh em chơi nhỉ. Hoặc là anh em không có nhưng mình thấy anh em ít anh em chơi thật. Tốt. Bình tĩnh thôi. Nãy giờ đá rối quá. Tốt này. Tốt này. Ui. Giữ bóng quả đấy. Chết rồi. Ui. Từ từ. Đã căng ngang đấy. Đội bạn căng ngang đấy. Biết ngay mà. Nhưng mà quả này đội bạn căng ngang là dễ đi hơn anh em. Đội bạn quả đấy đưa bóng và đánh đầu cho Sala thì may. Đội bạn quả đấy căng chìm là chết. Căng chìm Sala đệm bóng là chết. Ariano. Ai bên trong không? Có ai bên trong hỗ trợ em cái? Biên. Vẫn còn thời gian. Chúng ta vẫn đang kiểm soát thế trận nó khá là ổn. Tốt. Tốt. Ui. Varadkhelia. Nhiều cơ hội ra phết đi đùa đâu. Người anh em Trung Quốc này cũng bắt đầu đái đấy. Ui. Lỗi. 46 cộng 45 cộng 1 rồi. 46 cộng 2 rồi. Bình tĩnh nào. Cánh nào. Xuống cho Chen luôn. Xuống cho Chen. Bên trong có Ariano. Đây rồi. Những phút cuối cùng của hiệp 1. Đây đội bạn khóc. Đội bạn khóc luôn anh em ạ. Khóc luôn. Ui ép sân cho như thế này mà bây giờ mới ghi được bàn. Đáng nhẽ là bàn từ lâu đấy. Tốt luôn. Hiệp 2 Antoine Griezmann sẽ vào sân. Chắc chắn là như vậy. Skill siêu dự bị. Tội gì mà không vào. Nhưng mà anh em nào sở hữu Erling Haaland này, anh em nào sở hữu mấy ông thần có skill siêu dự bị ấy, mà ví dụ như có cả Antoine Griezmann bản này cho vào cùng một lúc mà mình nghĩ là quá hợp lý luôn. Một ông thần Hoppeler, một ông thần Gomotcher đều có skill siêu dự bị, đá nó còn khét hơn nữa anh em ạ. Tốt. Ui Griezmann chuyển cũng đỉnh phết đấy chứ. Mbappe này vào luôn cho Griezmann. Giả sút đây quá là đẹp đi.
Ui giời, sút cho đẳng cấp như tê, sút cho anh em Trung Quốc hiểu luôn anh em ạ. Hiểu luôn nhưng còn gì nữa, quả này quá bình tĩnh. Một quả giả sút, ui giời ơi. Đội bạn soạt, lỡ hết nhịp luôn. Mbappe vào dần chạy cũng khét lắm. Ui được nhỉ. Trước màn được đấy. Modric, Modric chọc khe khá là ảo. Trận trước có một quả khe ảo nhưng Modric mà không tận dụng được. Đấy, Ui không sang được bên trong. Trả lại Alexander Arnold. Khó. Ông này thuận chân phải cơ. Bắt bài nào, bắt bài nào. Rồi bạn bắt đầu là cũng ấy rồi đấy. Cũng lú đấy, đá cho không chịu được nhiệt đấy anh em ạ. Đá cho anh em Trung Quốc không chịu được nhiệt của anh em Việt Nam luôn. Tốt. Ui điểm chạm rất hay của Luka. À, đập cột kia. Ripman di chuyển thoáng vãi trưởng. Chỉ tiếc là không vào thôi. Ôi. Ôi đội bạn bắt đầu rối rồi. Đội bạn rối rồi. Mbappe ơi. Hiệp 1 đội bạn đá rõ hay luôn. Đội bạn hiệp 1 đội bạn dâng cao đá rõ hay. Hiệp 2 thế là tắt thở ngay. Rema bản này đã ok đấy. Đùa đâu. Từ từ nào. Về nào. Bình tĩnh rồi. Build up từ từ. Không có gì phải vội. Đang hơn bàn cứ bình tĩnh. Vội là thua. Modric xin bóng này. Đội bạn lên cao thế. Tốt. Modric luôn. Modric tạt này. Bên trong có ai không anh ơi. Ripman. Quả này thì hơi tiếc. Quả này ngoặt sang trái sút là ok. Tốt. Ây pin yếu. Ơ cái gì ấy. Ây bên còn Luka. Đây ơi. Trận này mới là trọn vẹn. Luka một bàn. Antoine Griezmann một bàn. Ui được nhờ. Luka đá ok đấy chứ. Luka mặc dù là. Ôi quả này pin yếu. Không ngờ là Arnold vẫn giữ được bóng luôn. Luka mặc dù già già đá theo kiểu gọi là cầm bóng cầm nhịp thôi. Nhưng mà cần ghi bàn thì vẫn cứ là khét. 3-1 thì còn cái gì mà nói nữa. Ôi. Thôi đội bạn có ghi được bàn nữa thì không thắng được đâu. Không thắng được đâu. Không thắng được đâu. Thắng làm sao được. Thắng làm sao được. Thủ chắc lắm. Anh em Trung Quốc đầu hàng Việt Nam nào. Tốt này. Tốt này. Khè luôn. Khè luôn, khè luôn. Ripman đối mặt. Ripman có double tút. Sang. Ôi. Hơi lỡ trớn rồi. Quái mình định double tút sang ngang để sút cơ. Rồi nói chung đây những phút cuối rồi. Đội bạn có ghi được bàn nữa thì không thể thắng nổi tầm này. Nói chung là đánh giá bốc này nhá. Ripman là cái phương án mà mình đánh giá là bất ngờ nhất. Ở Luka Modric cũng như là Kevin De Bruyne thì hay sẵn rồi. Còn Griezmann thì thật sự là rất bất ngờ với ông thần này. Đá rất hay. Di chuyển thoáng, sút cũng khá là ảo. Nói chung là anh em nào mà chưa sở hữu ba ông thần này mà muốn có nhu cầu sở hữu thiếu coi chẳng hạn. Đấy, nên thì mình ngay qua fanpage mình để link ở phần mô tả và phần top comment. Giá thì đang rất bình ổn cho anh em săn những ông thần này. Nói chung là dạo này bốc sâu tam anh em nạp săn rất nhiều luôn. Nên anh em cứ tranh thủ nhá. Rồi nói chung là những phút quảng cáo như thế cuối trận này thì thắng chắc rồi. Ok. Câu giờ cho đội bạn cay. Đây là câu giờ chiến thuật anh em nhá. Không phải là câu giờ để ấy đâu. Ui. Rồi câu giờ chiến thuật đá bình tĩnh. Đá không vội vàng. Nó gọi là câu giờ chiến thuật. Chứ không phải là Chuka Chula. Rồi nói chung cho đội bạn lấy bóng ấy. Có lên được không. Rồi nói chung là một clip nó rất là trọn vẹn. Luka một bàn. Chúng ta có Griezmann một bàn. Và đánh bàn rất là ok. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Và bây giờ anh em xem số điểm của ông nhà này sau những trận này nhá. Bye bye và xin chào các bạn.